Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình lại tiếp tục xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một vài cái dòng xe bình dân cũng như là phổ thông, giá nó hợp lý, hợp tình, mềm mềm và rất là bền. Đó là những cái chiếc xe đã rất là quen thuộc và thân với chúng ta từ rất lâu rồi. Điển hình là chiếc xe đầu tiên này là chiếc xe Honda Rim Lùng. Đây là một chiếc xe Honda Rim Lùng. Rim Lùng Thái nha các bạn. Xe này là Rim Lùng Thái em xanh. Đây là một chiếc xe Rim Lùng Thái em xanh. Xe này thì coi như là cái máy thì các bạn các anh chị khỏi chê, cực kỳ ngon. Nó đã được được thẩm định qua nhiều năm tháng rồi. Thẩm định qua nhiều năm tháng rồi. Và máy rất là ngon. Và với chiếc xe Rim Lùng và với chiếc xe Honda Rim Lùng này thì mình mong muốn bán với giá là 7.600.000. 7.600.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu lại là chiếc xe này hôm qua có cái anh kia nói lấy rồi mà nói để chạy qua lấy mà cũng không qua lấy thôi, mình cũng quay lại luôn. Đó là chiếc xe Honda Way RS bánh mâm thắng đĩa. Mấy cái xe này là cái xe bền và rất là thông dụng nha các bạn. Đó, xe Way RS. Đó, và với chiếc xe Way RS này thì mình mong muốn bán là 9.700.000. 9.700.000. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe. Xe này là chiếc xe Honda Way Black. Chiếc xe Honda Way Black này đó, em nó rất là mới. Chiếc xe Way Black này là chúng ta mua là chúng ta đi phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên. Đó là rất là hợp lý nhất. Em này đời rất là cao, rất là mới. Em này mang biển số 59T220871. Đó, và với chiếc xe Way Black này thì mình mong muốn bán với giá là 13.900.000. 13.900.000 nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu chiếc xe Honda Supreme. Đây là chiếc xe Honda Supreme màu nho. Xe Supreme màu nho. Mấy chiếc xe này là toàn là lượng cái xe nó bền bền đó các bạn. Để giới thiệu với các bạn đó anh chị. Xe cày tốt luôn. Và với chiếc xe Supreme này rin hết luôn mà nó mang biển số là 53R70868. Là chiếc xe này mình mong muốn bán với giá là 20 triệu. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Future X. Với chiếc xe Honda Future X này, bánh Future X này là có FI nha các bạn. Future X FI, bánh căm thắng đĩa. Và với chiếc xe Honda Future X này còn rất là sạch sẽ, đẹp, máy êm, cực kỳ êm luôn. Thì em này mang biển số là 59S133237. Thì với chiếc xe Future X này, Future X FI phun xăng điện tử này thì mình mong muốn bán với giá là 26.500.000. 26.500.000 nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu chiếc xe Elizabeth đời rất là mới. Đó, có hệ thống phun xăng điện tử FI luôn. Elizabeth. Đó, chiếc Elizabeth màu đỏ này thì rực rỡ rồi. Quá mới rồi. Quá đẹp. Chiếc Elizabeth này là một trong những chiếc xe Elizabeth rất là đẹp. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59Y232991. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 7.500.000. 7.500.000. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Vision màu đỏ. Chiếc xe Honda Vision màu đỏ đen này rất là đẹp.
xe Honda Vision. Em này thì mang biển số 29 Hà Nội. Người ta đi vô đây rồi người ta bán luôn đó các bạn. Chính chủ luôn nha. 29X308038. Rồi. Và với chiếc xe Honda Vision này thì mình mong muốn bán với giá là 13.600.000. Chính chủ bao ký giấy sang tên luôn. Và kế nữa là một chiếc xe Honda Vision đời sau. Màu trắng, màu trắng chinh nguyên. Rất là mới. Chiếc xe Honda Vision này thì nó quá mới rồi. Và với chiếc xe Honda Vision này, em nó mang biển số là 59E156263. Thì với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 22.500.000. 22.500.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc xe Honda AB 125 màu đen xám bạc. Rất là mới luôn. Đen xám bạc rất là mới. Chiếc xe Honda AB này rất là mới. Và với chiếc xe Honda AB này 125 FI phun xăng điện tử này, em nó mang biển số là 59S203966. Xe này rất là đẹp, rất là mới luôn. Thì với chiếc xe Honda AB này thì mình mong muốn bán với giá là 23.800.000. 23.800.000 nha các bạn. Và một lần nữa mình xin thưa với các bạn, các anh chị là tất cả xe đều là giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết luôn, không thiếu một cái gì. Trước khi các bạn các anh chị mua là được chạy thử và test xe thoải mái. Sau khi các bạn các anh chị thử xe, test xe thoải mái rồi, chúng ta cùng ra phòng công chứng nhận biết, phòng công chứng mua bán sang tên nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều.